Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Liên hiệp Việt Nam, Tổng Thư ký của Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam, các cơ quan tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Cùng với nỗ lực của cộng đồng, của các cấp chính quyền thì doanh nghiệp đóng vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc chung tay góp sức và góp nguồn lực, các cái nguồn lực về công tác bảo vệ môi trường. Thì thấm nhuận cái tinh thần đó, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Việt Nam gồm các cái thành viên là các cái công ty trong nước và nước ngoài. Từ đầu năm 2015, chúng tôi đã lên kế hoạch để làm thế nào để phối hợp với các cấp, các chính quyền huy động nguồn lực cán bộ công nhân viên, các nguồn lực từ doanh nghiệp chung tay với các cái đối tác để bảo vệ môi trường. Thì hôm nay là cái sự kiện đầu tiên trong hàng chuỗi các sự kiện mà Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam sẽ huy động các hội viên của mình. Chúng ta có thể nhận thấy hôm nay chỉ có 4 doanh nghiệp tham gia, nhưng mà những sự kiện sau hy vọng là sẽ có hàng chục, hàng trăm các doanh nghiệp tham gia. Và làm sạch hồ trên địa bàn thành phố là những bước đi đầu tiên, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ bàn với Ủy ban Nhân dân thành phố và đặc biệt là các cái đối tác để có thể mở rộng các cái kế hoạch của mình, như ví dụ như là sạch hai bên bờ sông Hồng, rồi là làm sạch những cái khu rừng, rồi là những cái cảnh quan. Thực ra mà nói thì đây là một cái hoạt động nhỏ nhưng mà nó mang ý nghĩa quan trọng, nó mang lại cái tác động lớn trong cái việc nâng cao ý thức của từng công dân, của từng người dân trong vấn đề về bảo vệ môi trường. Thế trong tương lai thì ông có dự định như thế nào về việc là nhân rộng quy mô cũng như là có những hoạt động nào? Để nhân rộng hơn nữa, làm chỉ ở Hà Nội thì chưa đủ. Chúng tôi sẽ huy động các doanh nghiệp làm và sẽ tổ chức mở rộng ở những cái sự kiện này ở những thành phố lớn và ở những thành phố nơi mà doanh nghiệp hoạt động. Thì đây, vì đây cũng là một trong những hoạt động mang tính chất trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các nhóm chúng ta sẽ có biển.